Chiến Ninh lớp diễn viên luôn đấy. 3, 2, 1 lên. Mẹ khó thật chứ. Ở ngoài làm chơi thì dễ. Xin chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi series Freestyle Football trên kênh Cán Chris. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Hoàng Y Cơ, Đỗ Kim Phúc và Cán Chris. Hôm nay đúng là ba anh em không hẹn mà mặc màu áo giống như kiểu đèn giao thông nhá. Xanh này, vàng này, đỏ. Ok, và hôm nay thì anh Phúc sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta những động tác rất là đẹp mắt ở trong bóng đá. Hôm trước chúng ta đã học những kỹ năng mà sâu kim rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học những kỹ năng rê bóng kiểu qua người mà phương pháp khác. Tức là kiểu qua người bằng những tác qua bóng qua đầu những kiểu... tác là kiểu Sambiro, Flick ở dạng như vậy. Nhưng mà cái kiểu mà dụ như là chúng ta thấy là Neymar hay Ronaldinho làm kiểu này rất là nhiều người làm rồi, đúng không? Đúng rồi. Hôm nay sẽ học những kiểu khác hơn, thú vị hơn mọi người nha. Thú vị à? Ok, em thích trò thú vị đấy. Ok, hãy cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một kỹ năng qua người khi mà chúng ta nhận bóng của đồng đội và có đối thủ áp sát phía sau. Thì bây giờ cái nó truyền vào đây, anh thử làm cho mọi người cùng xem nhé. Mạnh hay nhẹ? Vừa vừa thôi. Vừa vừa. Okay. Ta sẽ làm như này, hất qua, phắc, khó phết đấy. Không dễ đâu. Đôi khi làm nhanh thì được, làm chậm từng đoạn thì lại cũng được, đúng không? Kiểu nó đi từ. Bắt đầu. Ok, chuyển nhẹ vào đây. Nào, 1 này, 2, em phải áp vào anh. Tức là kiểu khi mà anh sẽ nhận bóng ấy, em chạy sau lưng anh đánh hất qua đầu em. Áp vào một tí. Đó. Đứng đơ đấy. Tức là nhá, tức là thấy cán chuyền đến đây. Thì em chạy ở chỗ này luôn. Khi mà bị... em là anh đánh á. Đây nhá, ví dụ nhá. Chuyền. Thì đây đúng không? Anh đứng sát em luôn. Đấy, em đứng sát lại. Khi bị qua đầu là cho em. Em quay lại thì nó sẽ có. Nhớ là giả vờ như vậy. Đó là phải dẫm hai cái ở trước để giả vờ. Nói chung là em phải tập diễn tí. Tức là muốn diễn thay thì tức là phải chạy lên này. Đấy. Giả vờ quá đà. Hai bước xong bắt đầu mặt quay lại. Mặt kiểu biểu cảm vào. Thì nó mới thật. Biểu cảm lên. Diễn sâu à. Diễn sâu à. Ok. Bắt đầu. 3, 2, 1 lên. Từ từ. Khi nào bóng anh hất được bóng lên sâu quá. Khi nào thấy bóng anh hất bóng qua đầu đã, nó bay lên đây á thì em mới đấy. Từ từ thôi, nhanh quá mà. Đây là Chiến Ninh lớp diễn viên luôn đấy. 3, 2, 1 lên. Mẹ khó thật chứ. Ở ngoài làm chơi thì dễ rồi. 1, 2, 3. Wow, mẹ chưa đẹp lắm. Ok, lầu phết đấy. Ok. Bọn nhịp đầu đẹp. Đầu nhá. Ok. 3, 2, 1. Ê. Wow. Em đã tưởng tượng ra rồi đấy. Em tưởng tượng được rồi đấy. Hôm trước em xem cái clip ở trên YouTube của Nguyễn Đắc Huy. Weekend ấy. À, Weekend. Weekend. Bạn ấy, bạn ấy cũng dạy cái động tác này rồi ấy. Tập thì chúng ta tập như sau này. Tập lên bóng trước. Hất qua này. Đấy. Đấy. Làm sao cho bóng bay lên được. Là bước 1. Bước thứ 2 là hất làm sao cho bóng bay ở cái khoảng tầm này trước mặt chúng ta. 1, 2, 3. Đó. Tập làm sao mà tâng lại được đã. 2, 3. Cái người truyền này cũng phải rất là quan trọng. Người truyền là phải truyền cái đường bóng nó mịn, nó căng một chút. Nhẹ quá nhiều khi là cũng khó. Nó phải đủ lực mọi người. Đủ lực. Đấy, đủ lực thì rất là đẹp. Bóng lên rất là đúng tầm mọi người nhá. Và bước tiếp theo chúng ta là khi mà bóng đang bay lên như này, đối thủ đang lao thì chúng ta cho thấy tâng bóng này qua đầu. Tâng bóng qua đầu. Đấy, em hiểu chưa? Đơn giản thôi, nào bắt đầu. Thử lại nha, tưởng tượng này. Bóng đến này. Hất lên này. Nảy lên này. Đá qua đầu. Đó. Đẹp đấy. Hay đấy. Okay. Cái này mà làm được ngoài sân thì thôi. Anh em ở ngoài chắc là hết. Điên đảo. Bắt đầu nha. Thử nha mọi người nha. Wow. Anh cứ đá mạnh chân lên không sợ vào mặt nó đâu. Anh cứ đá mạnh chân lên không sợ vào mặt nó đâu. Ôi trời ơi. Em thử nhá. Ok, bây giờ cán thử nhá mọi người nhá. Thử xem. Em khó đấy, khó đấy. Nhảy lên một chút, nhảy lên trụ lên. Chân nó hất lên. À. Tốt. Một lưu ý là khi người chuyền ấy, chúng ta nên chuyền làm sao cho bóng nó lăn nhẹ này. Để mà đồng đội mình đỡ ấy, nó xoáy lên nó cao hơn. À. Như cán ấy chuyền bình thường này rất là khó, nhưng mà nếu mà mình chuyền kiểu chích mũi một tí thì nó sẽ rất là dễ làm. Thế à? Đấy mọi người thấy không? Bóng bay rất đẹp và cao. Hóa ra là vậy. Còn nếu mà mình truyền kiểu
Như này nó rất là khó để đẩy thẳng. Ok, lại nhá. Rất đẹp. Ây à, em chưa làm cho nó cuộn cao được ấy. Em nhìn anh làm dễ, em tưởng là dễ lắm ấy. Cố gắng là bước 1 nhảy chân trụ lên cao một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, nhảy lên. Đẹp. Ok. Hiểu đấy. Hiểu rồi đúng không? Hiểu nguyên lý rồi đấy. Cái này mà bạn nào mà tập được ở ngoài sân mà làm được thì thật sự là quá đỉnh luôn. Em nghĩ là cái động tác quan trọng nhất ấy là cái động tác mà mình lên bóng ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên bóng làm sao để nó vừa tầm cho mình xử lý cái bước tiếp theo. Chính xác, chính xác, chính xác. Thử một lần nữa nha. Cố gắng nhá. Đẹp. À. Rất tiếc là đối bạn chưa kiểm soát được. Thành công. Đấy, nói chung là làm mà làm được cái gì mà cũng làm dễ được luôn thì đúng rồi. Việt Nam có bao nhiêu Đỗ Kinh Phúc đúng không? Nếu mà những kỹ năng dây bóng 5 sao như này mà chúng ta làm được chắc chắn trên sân thì có mà ra đường ai cũng là Ronaldinho rồi. Đúng rồi các bạn. Hey. Đẹp, xuất sắc. Tuyệt vời mọi người ơi. Đấy. Đúng rồi, có tố chất đúng không? Tuyệt vời. Có tí tố chất đấy. Cảm giác là Hoàng đứng kiểu mặt kiểu thẫn thờ ấy, đau lòng. Mà làm kiểu mình làm nhanh nó thành một cái tổ đúng không? Những động tác thì đối phương rất khó chính lên. Chính xác, không bắt bài được. Đúng rồi, thử lần nữa nhá. Đẹp, tuyệt vời. Gọn gàng luôn. Xuất sắc. Yes. Yes. Ok, yep. Hay lắm em. Ok, tiếp theo sẽ là một kỹ năng số 2. Và kỹ năng này thì cũng tương đồng như vừa xong. Nhưng mà sẽ là kỹ năng vừa xong thì chúng ta là nhận bóng từ đồng đội. Còn kỹ năng thứ hai này mình dạy mọi người là không cần ai chuyền cả. Mình chơi luôn. Wow. Thì nó kết hợp giữa động tác của Zidane và một động tác lên bóng mọi người nhá. Đây, động tác này như sau. Khi mình đang dây bóng này, chúng ta xoay compa về phía đối thủ như này và đồng thời giật bóng lên đá qua đầu. Ờ, tức là xoay compa để tạo một cái đường tạo thành một cái đường và kéo quả bóng đúng rồi. Xoay compa về phía đối thủ và chặn đối thủ lại, đồng thời xoay này, hất nhẹ này, đá qua đầu. Đó, hay hay hay. Thì cái này tỷ lệ qua người mình nghĩ rất là cao ấy. Hay hay hay. Chỉ trừ khi là đối thủ bắt đẩy mình thì thôi thì không làm gì hay, chứ còn hay. Đâu anh thì... làm thử mấy quả đi để em quan sát nào. Thử nhá. Chúng ta cùng nhìn thử với cả Minh Hoàng. Đây là đối thủ đúng không? Chúng ta sẽ lao lên nhảy không? Xoay compa để chặn lại này, giật qua. Quá. Đã quá. Hay hay hay. Hay anh ạ. Anh làm đi để em nhận bóng nhá. Chúng ta cố gắng là làm liền hai động tác với nhau thì sẽ rất là thành công. Chậm nhé, từng bước một nhá. Chậm từng bước này. Thử này, đi vào này. Đi vào đúng rồi, xoay lại đè đối thủ. Giật lên, lên bóng. À, và đá qua. Là lên lên chân trái. Lên chân này và đá chân phải luôn. À. Khó đấy, nói chung là làm đúng phải tư duy một tí ấy. Tư duy về tình huống và tư duy về các cái động tác. Đúng rồi. Xoay này. Giật luôn. Đúng rồi. Okay. Cố gắng là cái lúc mà giật đấy làm sao mọi người mình đừng chéo chéo một tí. Tức là nhá, mọi người nhìn này. Không phải chúng ta giật kiểu mà thẳng tắp như này mà đá vào đầu đâu. Tại vì như này chúng ta sẽ quay người không kịp. Chúng ta nên là tạo một cái đường khoảng cách trực chéo chéo đi thủ. Tức là như này đúng không? Giật, cái nhịp giật này, chúng ta xoay người về đây để đá qua. Nếu như anh nói mà hơi thẳng thế thì mình đập mặt vào. Đúng rồi, chính xác. Nên là lực nhịp đấy phải xoay người ra một chút nữa. Rồi. Từ từ từng bước một thôi. Chéo, đúng rồi, đúng chéo nhé, đúng rồi. Hiểu. Tức là nếu mà không xoay con ba cũng được, cũng chỉ cần là đang che chéo như vậy và giật qua, đấy qua đầu thôi. Bình thường mà xoay đi Zidane thì chỉ cần như thế này thôi các bạn ạ. Đúng rồi. Đây là kiểu mình cũng kết hợp biểu diễn nữa. Đây là gọi là Zidane bay các bạn ạ. Có người Hà Lan bay thì bây giờ có người Pháp bay. Ok. Đây. Ok. Nào, từ đây đúng không? Giật lên. Giật lên này. Đúng không? Ok, hiểu rồi. Mọi người xem mà cũng có thể tập dần nhé mọi người nhé. Chủ yếu là chúng ta lên bóng làm sao cho đẹp. Tập tụng các lên bóng đi đã. Cứ lên bóng kiểu kia được đẹp đã. Kiểu này, này. Lên đẹp thì đã thì làm gì dễ. Em nghĩ là đứng dựa ở đây đã. Dựa ở đây tập lên bóng đó. Đúng không? Tập lên bóng và đá qua đầu. À nhầm. Kéo chân phải nhá. Kéo chân phải và chụp chân trái. Đúng không? Em chưa quen kéo chân phải, bình thường là em quen kéo chân trái. Thế thì em xoay ở bên kia đi. Thế em xoay chiều bên kia. Đúng không? Nếu mà mình kéo chân kia thì mình xoay chiều bên này, mình dùng tay bên kia mình đỡ. Đúng không? Đấy, thì mình sẽ thuận hơn đúng không? Nói chung là tùy vào bạn chân trái chân phải thôi. Được, bên nào thì làm bên đấy. Em nghĩ là bên này thuận hơn đấy. Đúng rồi. Cái này là tùy theo bên bạn chân nào bạn thích làm thì bạn làm bên đấy cho thoải mái chân nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Lên. À! Mình cứ bị xu hướng của mình là ngửa về đằng sau nhanh quá. Đúng rồi. Vội quá.
Mọi người nhớ là đấy, tập đơn giản thôi. Tập bước 1 là phải chỗ lên như này. Đá quá. Ok, nào thử cố làm một quả nào. Cố lên nào, thành công nào. Come on. Let's go. Xoay, đúng rồi, tìm đối thủ đúng rồi. Lên, lên bóng. À, đi ngửa ra sau hơi nhiều. Đây này, em đứng tại chỗ em tập tại thử. Tại chỗ thôi, tại chỗ thôi. Đúng rồi. Vẩy chân trái qua đầu. Ok. Ok. Đẹp, đúng rồi, như vậy là rất đẹp. Được rồi. Nào, hoàn thiện động tác nào mọi người ơi. Ô. Ok, một động tác dê bóng 5 sao. 5 star. Ô. Ô la la, come on. Yo, go la go. Ok. Chưa được đẹp lắm, mát cho lắm nhưng mà cũng là đúng đúng anh? Đúng rồi. Ok, em nghĩ là em sẽ tập thêm cho động tác nó đẹp mắt hơn nữa. Đây cũng là một cái động tác khá là hiệu quả. Đúng rồi. Và đẹp mắt nữa. Mình nghĩ là những động tác này thật ra là có thể bạn ghi 5 bàn trên sân nhưng mà bạn qua người một quả như này ở đây thì mọi người cũng có ghi thở hơn đấy. Đúng rồi. Lạ, đúng không? Đúng rồi. Ok. Những cái bài này thì thực ra là trong sân 5 hoặc là sân 7 hoặc thậm chí là sân 11 em nghĩ là đều có thể ứng dụng được. Đúng không? Nó rất là đẹp mắt. À, mệt quá. Ê luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nó không quá khó. Chỉ cần tập chăm theo em là khoảng một tuần là có thể làm được trơn tru. Nhưng phải nói rằng đừng lạm dụng bất kỳ động tác kỹ thuật nào bạn tập. Chỉ là để bạn hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình. Và việc quan trọng nhất là bạn phải áp dụng được nó ở trong từng tình huống, trong từng thời điểm. Không phải lúc nào tôi cũng ra tôi phải anh cán đấy trò này. Ra cũng phải làm nó được. Không, tùy tình huống mà người, tùy thời cơ nha. Ok, đấy, tập thật nhiều để biến nó thành thói quen. Sau đấy mang ra sân bóng. Cái thói quen đấy nó sẽ được phát huy và trở thành một phòng rất là ấn tượng. Ok, rồi cảm ơn Hoàng Y Cơ. Cảm ơn anh Phúc đã tham gia ngày hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, ủng hộ cho Can Chris và chờ đón nhiều những tập hướng dẫn rất là ấn tượng kiểu như thế này nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. On Sports, trọn vẹn đam mê.